năm loại vô nghì, năm loại mình khó độ. Để nhắc lại nha, dân xăm mình cầm mã tấu chạy vòng vòng ngoài đường, đã không có hiểu Kiệt nói tiếng gì. Giờ Kiệt nói tiếng Việt rất là rõ ràng á, rõ ràng chứ không phải gõ gàng, không phải cá gô bỏ một gỗ, gồ gồ cá rô bỏ một rổ, vậy họ không hiểu. Đây là mình dân miền Tây, đại khái là loại đó. Loại xăm mình cầm mã tấu. Thứ hai, loại học thức mắt kiến cận, tối ngày cứ hệ sách mà không có ghi đó là không tin à. Loại thứ ba là con chiên. Chiên tức là những người ông giáo mà tu rất là giỏi đó, cũng giống như những cao đồ tu cũng giỏi, hay là những Phật tử tu cũng giỏi rồi đó, rất là khó độ. Của cái màn này, cái đó lọt sổ hết, cái đó là những cái phần 10 chết 7 còn 3 đó, là không được lên thiền Bát Nhã. Loại thứ tư là loại thân trước thân sau, chức quyền, ăn trên ngồi rồi, giàu có đúng không? Loại một thì nó năm rồi đó, Phật tử. Loại còn loại nữa là hình như mấy đại gia rồi, mấy học Phật rồi, mấy thầy là khỏi khỏi độ rồi.